Thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trong quá trình kiểm tra hành chính ban đêm, Công an quận Tây Hồ đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp và tiêu thụ gần 100 xe máy các loại. Hai đối tượng gồm một đối tượng 27 tuổi và một đối tượng 24 tuổi, cả hai đều có tiền án tiền sự. Sau khi bắt giữ kiểm tra hành chính vào hôm 22 tháng 10, lực lượng công an phát hiện thanh niên này có liên quan tới việc trộm cắp tiêu thụ xe máy gian. Tại cơ quan điều tra, Công an quận Tây Hồ tiếp tục bắt giữ đồng phạm của tên này. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, Công an quận Tây Hồ đã thu giữ 7 xe máy SH và Honda Lead cùng hàng trăm gương xe máy, mũ bảo hiểm và nhiều phụ tùng xe máy SH là tang vật vụ án. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hai đối tượng đã thực hiện chót lọt và tiêu thụ tổng cộng trên 70 xe máy trộm cắp các loại. Hiện vụ án đang được Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra mở rộng.